Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Bác Tô Và trong video này mình sẽ nói về một cái vấn đề trái xa đau Trái xa đau kêu mình làm video đầu tiên về nó thì các bạn nó trái này farm cùi lắm Tới này chỉ là để đánh quái này kia hay là ổ lộn đánh boss đánh đơn mục tiêu solo này kia thôi chứ nó farm cùi lắm nhưng mà với tư cách là một cái thằng mà đã farm lên được 600 mastery trái xa đầu Cho nên là tôi có thể lấy cái quyền lấy cái đó ra để tôi tôi tự cho mình một cái quyền mà để sủa gắt trong video ngày hôm nay bởi vì sao có nhiều khi là mấy ông sở hữu trái sa đao rồi chắc gì đã farm lên 600 mastery như tôi nên là tôi sủa không tôi có quyền tôi sủa và nhiều chưa chắc gì có ông có nhiều khi mấy ông chưa có mấy ông không biết thôi trái này farm ngon lắm ngon là phải là cực kỳ ngon á có thua thì phải chăng là thua trái phật tổ là thua trái trái trái, trái Trái, trái 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 trái, trái, venom còn về những trái logia khác như là bika hay là trái băng thì thôi những trái đó chưa chắc gì đã sử dụng tốt các bạn tại vì quái bây giờ đây á, là có haki mà những con mà không có haki á, thì nằm chỉ có dài bãi cố định thôi đó thấy không nên là nói là đa dụng thì sử dụng paracetamol thì nó vẫn ngon ha à thì trong video này hôm nay nói chung là có gì mình nói nó không có được chi tiết đó, thì anh em thông cảm đó, tại vì mình đang còn bệnh mấy ngày hôm nay mình ra video ít ít thì anh em cũng biết rồi ha rồi trở lại với um, video của mình ngày hôm nay trái sa đau khi farm lên 600 battery nó như thế nào và 600 battery thời điểm này nó có còn hữu dụng hay không thì trong video này mình sẽ làm chi tiết luôn ha được rồi thì hiện tại đây chúng ta có ba con quái đứng theo một hàng tôi là tôi đã cố gắng dữ lắm tôi là tôi đã cố gắng dữ lắm luôn á à, tôi đã sắp có một bà... <laughs> à, được rồi thì bây giờ mình sẽ làm về chiêu của trái sa đao cho các bạn xem Mặc dù là các bạn đã biết hết rồi nhưng mà đây Đây là chiêu Z của nó nè Đó một chiêu mà đánh gọi là đơn mục tiêu Và chiêu ít thì có thể gọi là tạm thời gọi là đa mục tiêu một tí nhưng mà nó vẫn cái cái tầm nó vẫn rất là nhỏ bình cào quá anh em coi thông cảm ha. rồi tiếp theo là chiêu c chiêu c tiếp tục là một cái chiêu mà đơn mục tiêu nó lao lại nó nắm đầu đối phương nó trưởng ra và nó hút máu ha đó thì chiêu v là cái chiêu mà gọi là đa mục tiêu nè nhưng mà để gọi là đa mục tiêu mà chờ tới chiêu v lâu lắm quá trình farm 600 trăm thì sao tất nhiên chúng ta đã có chiêu ép và chiêu ép của trái này là một trong những chiêu ép mà ngon nhất game và chắc là ngon nhất thật sự luôn trong thời điểm này luôn có nhiều bạn nói là chiêu ép của trái venom đam to hơn thì mình đồng ý ở khoảng đó đó <laughs> trời ơi à, nhưng mà <laughs> nhưng mà chiêu ép á, của trái Venom á là khi mình sử dụng thì quái có thể là nó sẽ đánh trúng mình dễ hơn rồi mình sẽ bị mất chiêu hơn là chiêu ép của này cho nên là bởi vậy mới nói là tại sao chiêu ép của cái này nó ngon là vậy các bạn được rồi đây 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 là tất cả những chiêu của nó nhưng mà về uh, trái nào ội lộn mình chọn bãi farm á thì mình sẽ chọn cái bãi ở đây thì mình xài trái quỷ hay Paracetamol mà cho nên đó, là bãi nào nó cũng vậy thôi bây giờ bạn chọn cái bãi haki không haki gì nó cũng vậy và mình chọn pha bãi này lý do là gì nó uh, gần là bởi xe nhiệm vụ thì mình có thể kết hợp mình pha mình kiếm tiền luôn ở đây đó mình pha xương ở đây hay là pha xương ở đây là đứng uh, ngon thứ nhì rồi thế thì năm uh, xương là tối đa thì mình có thể là mình farm uh, ở dưới nhưng mà ở uh, farm ở dưới thì chấp nhận mình đừng có uh, nhận nhiệm vụ thì chạy lên chạy xuống nhận nhiệm vụ cực lắm mình thì mình farm mình farm ở đây á thì mình chỉ có chỉ có có farm bằng trái vật tổ Xuống này farm kiếm là chạy vòng vòng nó từng con với dụ ở đây cực thật sự cực nó không ngon đấy cho nên là mình chọn farm ở trên kia vừa kết hợp kiếm tiền này kia trừ khi bạn nào không quan trọng bằng farm quan trọng tiền không có quan trọng tiền thôi và nhưng mình thì mình farm kiếm mình vẫn farm dưới kia còn farm trái quỷ farm trên đây luôn rồi giờ nhiệm vụ ở đây và ở đây thì nó phân chia ra ba ồ lộn hai quả hai bãi mỗi bãi là ba con mình đừng có vụ hết là vụ chừng ba con ở đây thôi ví dụ trong cái trường hợp nếu mà bạn chưa đầy cái trái chưa đầy cái ống này nè chưa đầy cái ống này thì cứ lao vào cái lao chiêu vào để mình vụ quái nó bây giờ đi lắc quá không có làm ăn được gì rồi anh em đợi tí mình thoát ra giao lại cho nó, server nó reset cho nó bớt lắc tại vì chơi cũng từ sáng giờ rồi được rồi thì bây giờ mình đã trở lại game, đó, như là trường hợp là thực ra tôi cố tình là tôi uh, thoát ra vô lại để cho mình không có cái ống này nè, cho nó đúng quy trình chứ, thấy không? thì uh, ví dụ như là mình uh, mình không có cái uh, không có đầy cái ống này đi thấy không, đó thì uh, mình sẽ sử dụng chiêu để uh, hồi nó, đó thì uh, để để tăng cái 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 điểm này lên, đó, thì uh, cứ xài chiêu để dụ quái thôi. Uhm. Còn đừng có dùng những cái loại khác Dùng súng, ví dụ quái này kia Thì nó, nó sẽ không đủ để mình xài chiêu cuối Trái quỷ này là trái quỷ mà mình phụ thuộc vào cái chiêu cuối Ôi trời ơi, tôi, tôi lộn rồi anh em à, Thôi thì à, ban đầu nó có một chút lỗi Lỗi kỹ thuật à, Anh em thông cảm ha Rồi thì à, tiếp theo là bây giờ mình dụ quái Thì đương nhiên là phải xài chiêu C vào con quái ở đây nè Cái con quái này nó mắc kẹt ở đây Cho nên là đừng có xài những cái chiêu ít chiêu Z Chiêu Z thì bạn bị lao lên rất là khó chịu đó, bạn tập làm quen dụ quái bằng chiêu trác quỷ này thì nó khác với những trái quỷ khác, tại vì mình phải xài chiêu cuối để farm. Rồi, bây giờ là sử dụng chiêu ép đó, bạn lao vòng vòng đây thì quái nó sẽ tự chết thôi. Đấy, thì um, sau đó thì mình cái qua mình dụ bảy quái tiếp theo ở đây, Đấy, xài chiêu C đầu tiên, bởi vì chiêu C là chiêu mà hồi lâu nhất. Đó. Này nó vẫn hơi bị lắc một tí nha các bạn, nên là nó nhìn nó cảm giác nó không được mượt á rồi tiếp tục thì mình xài chiêu cuối rồi xài hai chiêu của yoru rồi sau đó thì mình uh, bay vòng vòng mình đừng có bay sát quá bay sát quá thì nó uh, nó sẽ bị mất chiêu đó thì như vậy thì farm có dễ không các bạn đam to mà đúng không rồi uh, có rất là nhiều cách để mình farm thậm chí nếu mà khi mà cái thời điểm mình chưa có chiêu cuối thì như thế này nè uh, mình có thể là vụ quái đi mình có thể dụ quái mình farm bằng chiêu ép thôi cũng được tại 50 mastery mà ông nào mà nói mà farm mà 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 không được 50 mastery để xài cái chiêu ép thì tôi 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 lại ông đó luôn. Còn còn quái nó dễ như là nó nó cũng bị lắc nè anh em, nó vẫn còn lắc. Rồi thì thôi thì lắc qua thì chịu thôi. Bây giờ farm bằng chiêu ép đúng không? Farm bằng chiêu ép thì mình sử dụng tộc quỷ. Đây. Đừng có lại gần quá. Đó, để lại gần thì mình sẽ bị mất chiêu. Rồi, mất chiêu thì sao? Mất chiêu thì um, uh, rồi mất chiêu thì mình sẽ sử dụng cái tộc quỷ lên để mình hồi chiêu đó anh em thấy không? rồi cứ bay vòng vòng nó như vậy mình sẽ khó bị mất chiêu hơn đó anh em thấy không? Farm rất là dễ luôn đâu có khó đâu, mình bay một vòng mình bay một vòng nè xong rồi quay qua là những cái mình xài cái chiêu của uh, tộc quỷ rồi mình xài chiêu kiếm vô rù đây mình sẽ làm lại cho anh em xem nè không hề khó tí nào cả chỉ là cái bãi quái đây á là cái bãi quái mà gọi là phá chiêu hàng đầu luôn thật sự <laughs> Nó, nó cái bãi quái này nó có hai chiêu um, phá chiêu uh, của mình lắm. Đó một chiêu bắn ra nè, rồi sau đó là một chiêu um, nổ nữa không? Chiêu uh, chiêu nổ này nó cũng phá chiêu ép mình ghê lắm các bạn. Đấy cho nên là đừng có bay gần nó, bay vòng tròn vậy. Xây vòng tròn nữa không? Xây vòng tròn. Thì trong cái kiểu bay này thì con quái nó gần chết rồi cho nên là cũng không được xài chiêu của Yoru nữa. Thế trừ khi mà nó phá chiêu mình rồi á thì uh, mình mới uh, pha xài chiêu xài xài yuru để giết nó thôi. ồ lâm làm nó thấp máu xuống thôi. đó thì như vậy là farm rất là dễ nó đúng, đúng không? còn nói về dam khi mà lên 600 mastery thì như thế nào các bạn? 600 mastery thời điểm này rất là dễ lên, dễ lên lắm. nhưng mà quan trọng là giờ cũng dễ thất bại. tại vì sao? tại vì nếu mấy ông nào làm biến thì cũng không lên được đâu. ngay cả mà có thật sự tôi nói thật với mấy ông, mà ông là có ít hai á, mà lười farm thì cũng không bao giờ lên được cho nên là nhiều khi mấy ông nói anh ơi anh có ít hai rồi farm dễ lắm em không em không có x hai nhưng mà vấn đề là bạn farm đủ chiêu bạn sử dụng mà từ đủ chiêu để sử dụng lên 600 trăm mastery nó cũng cực Đúng không? bạn bỏ một ngày bạn farm ở nhiều ông thì thí dụ như tôi bỏ một ngày tôi farm đi đúng không còn mấy ông không có ít hai thì hai ngày nhưng mà vấn đề là mấy ông có chịu bỏ thời gian ra mấy ông có chịu siêng năng để farm hay không đó mới là vấn đề mấy ông đủ chiêu rồi thôi đó nó mới là mới là một cái chuyện đúng không siêng năng nữa mới là một chuyện anh em ơi rồi, còn về mà đủ 600 battery mình cộng 200 điểm star này Thực sự thì thời điểm bây giờ dễ lên 600 battery Mà cái 200 star này trên lệch nó không còn quá nhiều nữa à, Nó chỉ còn trên lệch có 1 phần 10 1 phần 10 sức mạnh như ở thời điểm mà trước ở C2 á, thì mình không có cộng nhiều level Thì uh, 600 battery nó cộng 200 thì nó cũng phải gần 1 phần 5, 1 phần 6 hay gì đó Thì thời điểm đó <laughs> Thời điểm đó thì mình mới thấy nó trên lệch nhiều Thì <laughs> trên lệch nhiều á à, tôi đang bệnh nên là làm video nó mệt quá anh em ơi anh em thông cảm ha rồi thì uh, mình nhắc lại á, là ở thời điểm mà C2 phải nói là thời điểm đó là trên lệch mới gọi là, là nhiều á thì uh, còn bây giờ á, mình mong á, là admin sẽ ra một cái kiểu nào khác ra tăng thêm cái mastery cũng được từ 600 mastery tăng lên 700 hay gì đó mình nghĩ là từ 600 tăng lên 700 á, thì cái điểm kinh nghiệm này phải lên hai triệu mấy farm nó cũng cực lắm hai triệu mấy cái này á 2 triệu mấy hay 3 triệu gì đó thì ở trong cái khoảng đó mà lên một phát uh, 100 mastery cuối á, từ 600 lên 700 thì cộng cho anh ta 100 điểm này nữa thì trời nó đáng giá lắm các bạn. Rồi nó nhiều hoặc làm thôi từ 600 lên 900 mastery đi thì uh, 600 lên 900 thì cộng uh, 200 điểm nữa thì nó cũng là được đúng không? Thì thời điểm đó là dành cho những người mà người ta thích farm. Kiểu như là người ta thích farm mà người ta thích để cho nó cực kỳ mạnh để ta đi săn PvP bounty này kia kiểu á thì người ta sẽ farm lên sịn sò 900 mastery để đi đi săn không? Còn mấy ông nào kiểu thích chơi trải nghiệm thì thôi không cần farm, nhưng mà mình nghĩ là nên ra để cho người ta farm đi, chứ thời điểm này farm 600 mastery nó quá dễ rồi, đặc biệt là những món vũ khí này, hay là mili nè. Bây giờ mà nói mà có trái vật tổ mà mấy cái món này mà không farm lên được 600 mastery nữa thì thôi luôn quá là dễ quá đi 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 làm xẹt xẹt sẹt là xong rồi như vậy sau cái video này á, thì các bạn cũng đã thấy là trái sa đào farm nó cũng rất là ngon đúng không đâu có cùi như anh em nói đâu farm xịn sò vậy thì thôi chứ và đặc biệt là chiêu ép của nó farm á thì uh, nó khó bị phá chiêu hơn bởi vì làm quái bị khựng lại chứ không giống như là chiêu ép của trái uh, venom này bay qua bay lại rất là dễ bị quái đánh trúng đồ các kiểu hay là kể cả khi mà mình BVB ấy, thì chiêu ép này nó vẫn có tác dụng hơn là chiêu ép của trái Venom đó thì um, thôi thì bây giờ mình sẽ kết thúc video này thôi và các bạn cảm thấy sao về video này hãy để lại bình luận bên dưới và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công của mình trong tương lai xin cảm ơn gặp lại bye bye anh em nha